cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, thời tiết trên phạm vi cả nước biến động trái chiều và diễn biến dị thường do ảnh hưởng của chu kỳ El Nino sẽ có nhiều hình thái cực đoan hơn vào giai đoạn chuyển mùa hiện nay. Cơ quan khí tượng cho biết, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cuối mùa chưa tan hẳn nên trong hai ngày đầu tuần, thời tiết Bắc Bộ vẫn có sự phân hóa. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây và có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, mức nhiệt ngày phổ biến dưới 34 độ C. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng, dự báo từ khoảng ngày 17 đến 18 tháng 4 trở đi, khu vực này nắng nóng cường độ mạnh, trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nắng nhiều hơn. Vùng Đông Băng và Trung Du Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng. Riêng tại Hà Nội, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Khu vực Trung Bộ hôm nay cho đến ngày mai, nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo đến khoảng ngày 17 tháng 4, các tỉnh Trung Bộ trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, trên diện rộng với nhiệt độ nhiều nơi có khả năng tăng cao tới 37-39 độ, thậm chí có nơi nhiệt độ tăng cao trên 40 độ ở mức đặc biệt gay gắt. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục trong giai đoạn cao điểm của nắng nóng vì thế trong tuần tới vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong đó ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, tập trung nhiều ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo khoảng cuối tuần nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Nguyên có xu hướng giảm dần. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ, có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 16 tháng 4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%. Khu vực Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm mai 16 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng từ ngày 18 tháng 4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 4 có nắng nóng, sau có nắng nóng cục bộ. Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, từ ngày 18 tháng 4 khả năng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên có nắng nóng diện rộng, khoảng từ ngày 20 tháng 4 có nắng nóng cục bộ. Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Theo ông Nguyễn Đức Hòa Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 5, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Với điều kiện áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần, nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Mùa mưa vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu và tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ông Hòa nhấn mạnh, với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước. Nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đặc biệt, ông Hòa lưu ý, từ nay đến ngày mùng 10 tháng 5 là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, sét, mưa đá vẫn có khả năng xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Thưa quý vị, trận lốc xoáy kèm theo mưa đá vừa xảy ra đã khiến hàng chục ngôi nhà ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, ông Thò Bá Rê cho biết, khoảng 16 giờ chiều ngày 13 tháng 4, trên địa bàn hai xã Hồi Tụ và Mường Lống xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cột điện bị đổ sập. Ông Rê nói: mưa đá kèm lốc xoáy diễn ra trong thời gian ngắn đã làm nhiều nhà dân ở xã Hồi Tụ bị thiệt hại. Số liệu cụ thể về thiệt hại vẫn đang được cập nhật. Thông tin ban đầu, có khoảng 20 gia đình ở xã Hồi Tụ bị tốc mái, sập nhà. Trong đó có một cột điện cao thế trên đường đi vào xã Na Loi và Keng Du bị gãy đổ. Trận mưa cũng làm hư hại nhiều hoa màu, cây ăn trái ở các bản Hồi Thang, Hồi Khả, Hồi Ức, bản trung tâm, xã Hồi Tụ. Chính quyền hai xã kể trên đang tiếp tục thống kê các thiệt hại do thiên tai gây ra. Chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giới chức Orenburg, Nga vừa qua đã thông báo một cuộc sơ tán hàng loạt khỏi thành phố sau khi mực nước sông Uran tiếp tục dâng cao, đe dọa khu vực này sẽ có thêm lũ lụt. Sông Uran chảy dài khoảng 2.428 km từ phần phía nam của dãy núi Uran qua Nga và Kazakhstan trước khi chảy vào đầu phía bắc của biển Skatvi. Tình trạng băng tuyết tan nhanh vì nhiệt độ tăng cao và mưa lớn trong tháng này đã khiến một số con sông lớn chảy qua Nga và Kazakhstan tràn bờ. Tại thành phố Orenburg, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nga, sông Uran đã vỡ bờ, khiến nhiều đường phố và các khu dân cư ngập trong nước. Mực nước sông tiếp tục dâng cao, có lúc đạt mức 12 mét, cao hơn 2,5 mét so với mức được coi là nghiêm trọng. Theo chính quyền tỉnh Orenburg, khoảng 14.000 người đã được sơ tán khỏi Orenburg và khu vực xung quanh. Số lượng nhà cửa bị ngập đang ngày một tăng và một số khu vực cũng bị mất điện. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Kurgan cũng kêu gọi người dân khẩn trương sơ tán vì nước sông Tobol được dự báo sẽ dâng cao khi băng tan. Tại Kazakhstan, nơi có chung đường biên giới dài 7.500 km với Nga, lũ lụt đã ảnh hưởng đến vùng ngoại ô thành phố Petropavlov, thủ phủ tỉnh Bắc Kazakhstan, khiến trên 103.000 người phải sơ tán, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập lụt và nhiều nơi bị mất điện, nước. Thưa quý vị, sự ảnh hưởng của El Nino đang khiến các nước Đông Nam Á có những ngày nắng nóng dữ dội nhưng hiện tượng này đang trên đá yếu dần. Nối tiếp sẽ là La Nina, được dự báo sẽ đến cùng thời điểm với mùa bão năm nay. Vậy hiện tượng này sẽ gây ra những tác động gì? Mời quý vị theo dõi ngày sau đây. Hiện tượng Enino đang đi vào những tuần ảnh hưởng cuối cùng. Trung tâm dự báo khí hậu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho rằng có 85% khả năng là Enino sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. Nhiệt độ ở Thái Bình Dương gần xích đạo sẽ giảm. Sau đó là một khoảng thời gian gọi là điều kiện trung tính, rồi hiện tượng La Nina sẽ đến vào tháng 6. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 chính là thời điểm bắt đầu mùa bão ở Thái Bình Dương, cụ thể là ở Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi có những cơn bão thường ảnh hưởng đến Đông Á và Đông Nam Á, bao gồm nước ta. Mùa mưa bão ở nước ta thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, có thể bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn một chút. Những năm có La Nina thường khiến khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có số cơn bão ít hơn do nhiệt độ bề mặt nước biển giảm tuy nhiên trong vài năm gần đây nhiệt độ bề mặt nước biển thường cao hiện tại cũng đang cao kỷ lục nên dù có la nina có thể bề mặt nước biển cũng chỉ ở mức bình thường chứ không mát như kỳ vọng mà trong những năm có la nina thì lượng mưa ở đông nam á lại cao hơn trung bình do đó các chuyên gia khí tượng dự báo số cơn bão có lẽ sẽ không giảm trong mùa bão năm nay ở tây bắc thái bình dương hoặc chỉ giảm ít đồng thời do sự khác biệt về đường đi của các cơn bão trong điều kiện la nina thường đi thẳng thay vì vòng vèo nên ở đông nam á Số cơn bão có đổ bộ lại cao hơn, nhất là vào cuối mùa. Theo trang của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, thống kê trung bình thì khi có La Nina, số cơn bão trên biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta nhiều hơn bình thường khoảng 28%. Ngoài ra trong những năm La Nina, mùa bão thường kết thúc muộn hơn bình thường, kéo dài về cuối năm. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News, hôm nay đến đây xin được tạm dừng, kính chúc quý vị có ngày làm việc vui vẻ và an lành.